What does Dang Lung Nguyen Viu do for Vietnamese in Campuchia? The bandana is the inseparable object of the owner of Trung Nguyen Legend Coffee Group. The bandana chosen as the symbol of this coffee group has been a patchwork of confusion from the vice general media director of Trung Nguyen Legend. She's plugs in a Cuban cigar, along with an Italian white hat, to create the image of a trendy man. After Trung Nguyen Big Boss completing the divorce according to the law, Pham T Deep Jong now has nothing to be afraid of. The fact that wearing a bandana every day, whether it's sunny or rainy, is to show all Vietnamese that Mr. Nguyen Vu has the temperament of the Khmer, like Pol Pot, the leader of the Khmer Rouge. The intimacy and the wearing of the bandana as the symbol of Trung Nguyen Legend will be an advantage when Mr. Dang Lung Nguyen Vu talks to Cambodian authorities about the story of relocating Vietnamese people living on the Mekong River of Cambodia. Now all of them both have to clean house and fish raft, which means all Vietnamese have to go ashore. It is also considered the right time for the owner of Trung Nguyen Legend to demonstrate the statement. Having so much money to what for? So please spend money to help the Vietnamese in Cambodia relocate and create a better life for the next days. Author's note: just worried and afraid of problems, because Vice General Director Pham T Deep Jong does not agree to spend money to help anyone. Perhaps everyone Vietnamese needs to wait and see if the senior staff of Trung Nguyen Legend Coffee Group, who have the real power, with a sweetheart, who real owner for giving the money to help the Vietnamese in Cambodia. I very much expect Mr. Dang Lung Nguyen Vu to perform a beautiful action in a specific way to let everyone know that I wrote a not true article to offend Mr. Nguyen Vu's personal reputation and the face of King Vietnamese coffee. Note: the story of the real king or self-proclaimed through reckless advisors I will mention in another post. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc này, lý do mà chính quyền Campuchia đưa ra cho quyết định bắt buộc hàng trăm hộ dân tại khu vực sông Tonle Sap phải di dời được cho là để bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học và sức khỏe. Chính quyền Phnom Penh cũng tuyên bố sẽ xử lý luật pháp những người không tuân thủ theo quyết định. Mặc dù chính quyền địa phương đã có kế hoạch di dời những hộ dân này từ vài năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên họ ra thông báo yêu cầu bà con phải di dời, đặc biệt chỉ cho thời hạn thực hiện di dời trong vòng một tuần, khiến bà con không kịp trở tay. Mặt khác, quyết định này được đưa ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh, khiến bà con lại càng khó khăn. Nếu buộc phải di dời trong ít ngày tới, thì nhiều hộ gia đình sẽ rơi vào cảnh trắng tay, thậm chí là nợ nần vì nhiều người phải đi vay lãi để nuôi cá bè. Một số người dân thuộc diện bị giải tỏa cho biết, gia đình ông đã sinh sống tại Campuchia, đã qua 4 thế hệ có đầy đủ giấy tờ pháp lý tại Campuchia. Cả mấy thế hệ gia đình ông đều sống bám nhờ sông nước nên không nghĩ đến chuyện tìm đất hay lên bờ sinh sống. Nên chính quyền địa phương thông báo phải di dời gấp trong thời gian một tuần kể từ ngày thông báo, khiến cho cả gia đình rơi vào trong trạng thái hoang mang, không biết xoay sở như thế nào. Chỉ mong chính quyền gia hạn cho thêm thời gian để gia đình có thể tính toán thu xếp. Một người khác cũng cho biết, bây giờ họ không thể đi được đường nào hết, từ đây vào biển hồ cũng không ở được, lên bờ thì toàn đất của người ta cũng không có chỗ cho mình sinh sống. Trong một tuần không biết đi đâu về đâu, bể cá mới nuôi được dăm 3 tháng, nếu bây giờ dỡ liền thì không thể nào bán được, đặc biệt trong mùa Covid-19. Hãy nói về yêu cầu di dời này của nước bạn. Trong thời gian một tuần được cho là quá gấp rút để gia đình vốn bám trụ trên sông nước lâu năm có thể xoay sở tìm nơi ở mới. Mặc dù theo kiến trúc sư Nguyễn Tất Thắng, nghiên cứu viên cao cấp Viện Kiến trúc Quốc gia Bộ Xây dựng, 7 ngày là đủ để di dời nhà nổi, nhà bè. Tuy nhiên thì quý vị biết đấy, đó là những thông tin về mặt lý thuyết. Tuy nhiên trên thực tế thì không phải vấn đề nào cũng được giải quyết nhanh gọn. Và có
chăng cũng nên tính đến việc là có rất nhiều những khó khăn khác. Tìm nhà trọ đã không dễ dàng và đặc biệt với những người là chưa bao giờ lên bờ sinh sống. Chắc chắn với hàng ngàn người cùng đổ bộ ồ ạt như vậy thì thật khó cho chính quyền địa phương. Không lẽ để họ sống lang thang trong cảnh màn trời chiếu đất. Chưa kể là nếu tất cả bị dồn lên bờ, câu chuyện về giãn cách xã hội cũng gặp không ít khó khăn. Tính sơ bộ số người Campuchia gốc Việt Nam phải lên bờ có con số là 1.000 người. Cứ ước tính mỗi người thì phải cần đến diện tích là 8m² để giãn cách, tức là mình phải cần đến tổng diện tích lên đến là 8.000m². Vâng, nhà có thể dỡ bỏ lên bờ, nhưng mà gia sản của hàng trăm hộ dân ở đây là hàng trăm tấn cá lồng thì chắc chắn không thể nào mà dễ dàng như vậy. Ngay sau đây chúng tôi sẽ cùng kết nối với phóng viên Nguyễn Văn Đỗ, thường trú tại Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Campuchia để có những hình ảnh trực tiếp từ hiện trường. Và xin mời trường quay kết nối với phóng viên Nguyễn Văn Đỗ. Xin chào trường quay, xin chào khán giả của VTC. Hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực nhà nổi trên sông Mekong thuộc địa phận quận Chepampo, thủ đô Phnom Penh. Đây là một trong những khu mà bà con sẽ phải di chuyển trong thời gian tới theo quy định của chính quyền. Đặc biệt là chỉ cho thời hạn thực hiện di rời trong vòng một tuần, khiến cho người dân nơi đây, trong đó có nhiều bà con gốc Việt, gặp rất nhiều khó khăn. Như quý vị đang nhìn thấy, đây là những ngôi nhà nổi của nhiều người Việt tại sông Mekong. Họ là những người nuôi cá trên lồng bè, kinh doanh nhỏ lẻ và lao động phổ thông. Đa số các hộ gia đình gốc Việt đều sống nhiều đời tại đây và hoàn toàn hợp pháp về mặt thủ tục pháp lý. Nhiều người được cấp thẻ ngoại kiều để cư trú và sinh sống hợp pháp tại Campuchia. Quyết định đột ngột của chính quyền thủ đô Phnom Penh đã khiến các gia đình gắn bó cuộc sống trên sông nước qua nhiều thế hệ không kịp trở tay và không biết đi đâu về đâu. Từ trước khi có lệnh di rời, cuộc sống của đa số bà con ở đây đã gặp khó khăn, đặc biệt là từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Campuchia. Và tôi sẽ phỏng vấn một số người dân tại đây xem họ đang gặp khó khăn như thế nào. Ở đây thì không có đất ruộng gì hết, toàn bộ chỉ là ở theo ven mấy sông để đánh bắt kiếm cá sống qua ngày. Mà bây giờ được con cá để vô bè nuôi chút đỉnh mà cũng thiếu thốn nữa, vô mùa Covid bán không được. Rồi gạo thì không có ăn. Dân Việt Kiều Campuchia rất là khổ. Mà bây giờ chính phủ kêu là dỡ lên bờ, lên cái miếng đất ở trên bờ này mà ở đây chủ đất ta cũng cho. Nói là gõ như vậy. Đó bây giờ lên, có người lên mướn thì nó đòi 500-700 đô, 1.000 đô. Rồi biết đi đâu bây giờ. Vậy người dân ở đây nói chung là sống từ 20 năm lên rồi đó. 20-30 năm, không lên năm 80 mấy bây giờ đó, chứ không có lên mới đây đâu. Hành theo chấp lực theo nhà nước thôi à, chứ người ta không có xin, không có chống đối gì hết. Chứ xin yêu cầu nhà nước là làm sao mà để giải quyết được cho người dân được nó ổn định đi thôi. Đến nay cũng gần đến thời hạn buộc phải di chuyển theo quyết định của chính quyền thủ đô Phnom Penh. Nhìn cảnh này, quý vị có thể thấy những căn nhà nổi vẫn rất ngột ngang. Nhiều gia đình ở đây đều sống bằng nghề nuôi cá bè. Đây là nghề mưu sinh chính của họ qua nhiều thế hệ. Những lồng cá này là cả gia sản của họ. Như quý vị thấy, hiện cá còn nhỏ, chưa thể thu hoạch. Nếu phải di rời, thì số cá này chưa biết đi đâu, về đâu và có thể sẽ mất trắng. Hiện nay, chỉ có một số ít hộ dân là có người quen trên bờ thì đang mang đồ đi gửi tạm. Những chiếc xe thô sơ đang được dùng để chuyển một số đồ đạc lên bờ. Thế nhưng, với nhiều người Việt tại nơi đây, lúc này họ biết làm gì hơn ngoài chờ đợi một phép màu. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin của phóng viên Nguyễn Văn Đỗ. Thưa quý vị, liên quan tới vụ việc này, mới đây thì đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu đã có chuyến thị sát, nắm tình hình và tìm hiểu những tâm tư nguyện vọng của bà con tại khu vực bị di dời. Đại sứ Vũ Quang Minh đã lắng nghe và bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn áp lực mà các hộ gia đình trong diện di dời đang phải đối mặt. Động viên bà con giữ bình tĩnh, tuân thủ luật pháp, tôn trọng quyết định của chính quyền địa phương và cùng tính toán các phương án di dời đến nơi ở mới. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng sẽ cố gắng tập trung mọi nguồn lực để có thể hỗ trợ giúp cho bà con vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Thời gian trước đây thì chính quyền một số tỉnh khác tại Campuchia như là Kampong Chanang hay là Pusat thì cũng đã tiến hành nhiều đợt giải tỏa người dân sinh sống trên khu vực sông nước, khiến cho hàng chục nghìn người Campuchia gốc Việt sinh sống lâu đời tại địa phương cũng phải di dời. Và ngày mai, ngày 9 tháng 6, thời điểm mà chính quyền Campuchia buộc hàng nghìn người Campuchia gốc Việt sinh sống trên sông Tonle Sap phải di dời, thì những người dân tại đây vẫn đang mong chờ quyết định gia hạn thêm thời gian từ chính quyền Phnom Penh để bà con có thể thu xếp, giải quyết những khó khăn bất cập, đặc biệt là trong lúc dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp những thông tin này khi có được những diễn biến mới nhất trên VTC Now.